bạn lập trường có liên hệ với mình hỏi cách làm sao khiếu nại, tại vì số view ở trên video YouTube của bạn cảm thấy không đúng theo thực tế. Khi bạn chia sẻ cái video YouTube này lên Facebook thì tổng share trên hai trang xấp xỉ 3.000 share, nhưng lượt view đếm được ở trên YouTube chỉ có 500 view. Đấy, hình ảnh đây các bạn có thể nhìn thấy. Video clip này được chia sẻ 1.447 lần, 300 bình luận. Tuy nhiên là ở trên YouTube thì chỉ đếm được có 531 view. Rõ ràng là có sự chênh lệch quá lớn. Các chuyên gia ở trên YouTube hay là các cao thủ thường khuyên chúng ta rằng là sau khi đăng video lên YouTube thì bạn nên chia sẻ link về tường cá nhân của mình. Tuy nhiên là từ trước cái này lúc nào mình cũng rất là phản đối chuyện này, không nhất thiết phải làm như thế. Cái thứ nhất là khi bạn chia sẻ link YouTube trực tiếp lên Facebook thì sẽ bị Facebook bóp. Và thứ hai nữa là mình luôn nói là mình thấy là YouTube đếm view từ Facebook không được đủ, không được chính xác. Không ai tin điều này. Tuy nhiên là trên thực tế thì cứ khoảng 10 view từ Facebook thì YouTube chỉ đếm được 3 đến 4 view thôi. Như trong trường hợp này các bạn đã nhìn thấy rõ ràng là ở trên Facebook của bạn lập trường này là lượt chia sẻ lên đến 1.447 view, 1.447 share, nhưng mà lượt view đếm được rất ít. Như vậy thì chúng ta có thể làm gì? Ở đây bạn lập trường hỏi là liệu có thể liên hệ với YouTube để xem cái tài khoản của mình có bị lỗi gì và làm sao để đếm cho nó đúng. Tuy nhiên là cái việc đó là cái việc gần như là không thể. Chúng ta đã thấy có rất nhiều kênh lớn nhiều khi bị mất view của nhiều ngày liền hoặc là bị mất doanh thu của nhiều ngày liền, nhưng mà không làm sao có thể khiếu nại được YouTube trong chuyện này cả. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái sân chơi này là sân chơi của họ, không phải là sân chơi của mình. Mình có chấp nhận tham gia để chơi cùng hay không thôi. Cái thứ hai nữa là chính ra cái này không phải là một tin buồn mà lại là một tin rất vui cho bạn, chứng tỏ rằng cái nội dung của bạn nhận được sự tương tác, nhận được sự theo dõi rất là đông đảo, rất là mạnh mẽ ở trên Facebook. Vậy thì việc chúng ta phải làm là đừng đăng link trực tiếp của YouTube lên Facebook nữa, mà thay vì đó chúng ta có thể tạo ra một page, một trang mới, sau đó đăng trực tiếp video gốc của mình lên trên page đó. Facebook sẽ đếm đủ số view cho bạn, sẽ đếm đủ số thời gian xem cho bạn, đồng thời sẽ trả thêm tiền quảng cáo cho bạn ngoài cái doanh thu bạn kiếm được từ YouTube.